Có thể một cái anh bán xoài rất là hay nha. Đó. Hơi bị hay nha. Trời ơi, có rô rồ nữa kìa, có quay phim nữa kìa, dữ dằn luôn. À, mua chảnh ít mận đi, ủng hộ. Con cô này có bán mận nè. Mận miền Tây, mận miền Tây, tao ngon, tao ngọt. Mà vô mận miền Tây vô cô gái miền Bắc bán. Dạ đúng rồi, mận miền Tây ra miền Bắc. Gái miền Bắc dễ thương lắm. Cô gái Bắc bán mận miền Tây mới ghê. Đây mận hai da rất 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 ngọt nha. Anh trai này vui nè. Cười không à? Anh trai vui tính mà. Anh trai vui tính cười không à? Anh người Bắc đâu phải không? Không người Bắc, anh người đâu anh? À Hưng Yên này. Rồi. Mua mận là biết xoài ngọt ghê. Xoài này chị, em nói thiệt luôn đó, xoài này bao ngọt luôn đó chị. Mở lên chưa? Rồi cảm ơn anh nha. Hỏi 20. Khu này rất là đông đúc dân cư nha. Và vẫn có cái chợ nữa mà hay. Vẫn giữ được cái nét rồi là cũ mà lại kết hợp với cái mới. Rất là độc đáo. Cây mát quá trời luôn. Này bánh cam chị Dậu nè. Có bánh cam chị Dậu hay không? Đó. Đường này đi ra ngoài chỗ đường Thống Nhất. À. Ở Việt Nam mình rất là hay ha, cái chỗ nào mà đông dân đông người ở là sẽ mọc lên một cái chợ tự phát như thế này. Hai. À bà hai.
chợ tự phát mà bán hàng cũng đầy đủ lắm quý vị. Thứ gì cũng có hết. Thường là những cái rau của chợ tự phát như thế này là gia đình ta tự trồng đó rồi mang ra bán đó. Đó. Cho con ăn ly nhỏ nhỏ đó. Chia sẻ đến mọi người món ăn Việt Nam. Đây là gì cô? Đậu hũ. Cái này gọi là đậu hũ gì? Đậu hũ này quý vị. Đây là nước sốt. Nước đường. Trong nước đường này có gừng nè. Cái hạt đó nó gọi là gì cô quên rồi. Ngon lắm. Đây là nước dừa. Nước dừa. Đây là đồ nghề của bà bán đó. Đây nè, rất là ngon. Ly như thế này có 5.000 à quý vị. Đó. Đây là gánh hàng rong của bà bán đậu hũ chén. Đó. Bán được mấy giờ mới hết bà? 12 giờ có 1 giờ có đủ rồi. Vậy đó hả? Chưa có đây. Dạ bye bye bà. Wow, mới coi thấy. Đây là 2 mà. Đây là Vân mà. Đây là Vân đây. Xâm. À. Đây chợ chùm hổm đơn giản như thế này thôi. Nhưng đây là cuộc sống của người dân. Chiên. Quay đường đi đâu? Đi Mỹ à? Dạ. Quay cho người thân xem. Quý vị có nhớ chuối chiên này không? Đó. Đó, bà bán muối mà bà tươi như thế này nè. Bán muối ở tươi chứ hoa. Đó. Muối là nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống, không có muối là đâu có được. Là chết à? Đúng rồi. Đó. Đây là muối hột này quý vị. Đó. Muối hột, muối iốt đầy đủ cả. Muối bột đây. Đó. Còn đây là muối iốt. Đó. Bán muối mà nuôi cả gia đình nè, siêu ghê chưa? Đó, mà cười tươi như hoa vậy là chắc đại gia bán muối rồi bà đúng con rồi. Đó. Đúng rồi, đại gia đó. Đại gia bán muối rồi. Cảm ơn chị. Đổi lấy đồ mới. Chưa bố